tắm ma cho nó có điện. Đây mọi người nhìn này, đây rồi, đây đây là Thảo nha mọi người. Đấy đây mọi người thấy chưa, quản lý gì mà ngủ đến tận quá giờ trưa, nó ngủ luôn đến tối không thèm dậy. Hello B Fabio, hello. Đấy đây, thank you Alan. Thank you Fabio. Thank you my friend. Dậy đi. Mày đi ra khỏi đây để cho tao dậy được không? Trông này. Thank you. Mọi người gọi chị Thảo dậy với em ngay. Đi nào, VTB chị thích khỉ nữa không? Hả? Chị muốn khỉ nữa không? Đây là hình ảnh của một con khỉ, mọi người hiểu không? Nhưng mà cái con chạy nó rất là giống. Út đi. Không có mặc váy nhưng không giống đâu. Nhưng mà váy rất là giống. Thôi ạ, sợ ma. Đi con thì nó có thêm nào. Để đây. Vớ vẩn, mọi người nhìn. Dậy cái con gì nữa. Nó không, nó lại đâu rồi. Đi, mình đi xuống cái sảnh cà phê đi. À không, mình vào mình gọi vợ mình. Gọi vợ mình đi chơi. Úi dồi ôi. Phá nào phá xóm. Vợ ơi. Vợ ơi. Vợ à. Vợ ơi. Úi dồi, giật ca mình. Ba. Dậy chưa? Chưa. Chưa dậy à? Dậy đi. Tôi lên luôn rồi. Sao đi đuổi? Không. Là cái gì? Tôi còn có nhất gỗ acid nè. Tóc. Dậy đi. Dậy đi. Cho mình làm à? Ừ. Ba. Một tí nữa. Thêm một tí vừa làm gì? Hả? Vợ làm gì? Aku mau bercoket Ria. Là cái gì? Nói tiếng Việt đi. Chị đang toilet. Toilet à? Ừ. Đang toilet dở à? Rồi. Toilet rồi à? Chưa. Sao lại chưa? Chưa, để một tí vợ không có lên. Ừ. Đi đi. Bye bye. Này này này. Thôi, còn cái nịt. Ông ơi. Thảo ơi. Ôi. Dậy chưa? Ông Phong đâu? Ơ. Ừ. Ôi trời ơi. Thôi lại xuống tầng 1 vậy. Lại đi chơi. Sợ gì đâu mà. Mình buồn thì mình lại đi chơi thôi. Đây rồi. Mọi người sẽ hơi nắng một tí nhá. Không phải là không ai chơi cùng đâu, mà toàn những bà ngủ đến tận tối.